Ngày hôm nay đưa khách đi coi mắt em này. Được các bạn. X5 X-Drive. BMW. Với gói M package. Công nghệ đèn laser. Camera 360 độ. Đầy đủ ha. Quá đẹp. BMW. Cái này hình như là nó bị hư bên nè. Màn hình. À, bấm mạnh mới được. Dạ, tí mình check anh. Không thì bấm mạnh mới được, thằng này nó bị hơi chụp chặt. Bấm mạnh mới được. Đó. Có lăng da nắp 3 sưởi. Ghế màu nâu. Sưởi. Quá đẹp. Màn hình digital hết. Hệ thống âm thanh Harman Kardon. Ghế sau có sưởi. Giờ là lái thử. Hours later. Rồi xong, đã đặt cọc em này. 75.499 lăn bánh. BMW số khung đâu rồi? Rồi, ngày hôm nay mình sẽ đi bấm số cái chiếc xe BMW X5 các bạn tại Audi Trailer các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ đi lấy biển số xe này. Xe mày rửa xong rất là đẹp các bạn. Quá đẹp luôn. Đây là chiếc xe BMW X5 75.500 các bạn. Còn bên đây là chiếc xe Hyundai của mình các bạn. Lăn bánh 15.500 các bạn. Xe đẹp quá. Rồi, BMW đã ra số. À, đưa một rổ lựa được cái số 535 các bạn. Cái số ngày hôm nay là 520 cho tới 549. Bây giờ là quay về dealer gắn biển số là xong. You had the manual inside the car. Yeah, inside on my desk. So we'll go grab it. Okay. Slowly I can read how the function I can view it. For sure. Rồi, lắp biển số và đưa em về Vinh thôi. Look good. New plate. Yes. Do you want to come inside just real quick? I'll grab all the details. Rồi, xong. Vô bàn giao một tí, một số giấy tờ nữa là xong. Về. Rồi xong, chia tay em. Xe đẹp quá. Ây da. Sẵn quá. Rồi nhân tiện cập nhật nhiệt độ cho anh chị và các bạn biết luôn. Tại thành phố Regina hiện tại bây giờ đang là 5-6 giờ chiều các bạn. 5 giờ chiều. Và là của ngày 22 tháng 12 các bạn. Sau khi mình bốc biển số và giao bốc biển số xong chiếc xe cho cái ông anh đó các bạn, chiếc BMW, thì mình vừa về nhà xong là bắt đầu là tuyết rơi các bạn. Tuyết rơi. Thì theo dự báo thời tiết thì tuyết rơi sẽ rơi cả đêm nay và ngày mai các bạn.
thì tuyết rơi rất là nhẹ. Tuyết rơi nhẹ và nhiệt độ hiện tại bây giờ đang là âm 7 độ C và fuel line là âm 14 các bạn. Đây, bạn thấy ha. Đang chuẩn bị Noel các bạn, Christmas, cho nên là hầu như các nhà người ta đều trang trí cái thông Noel rất là đẹp các bạn. Đó. Bây giờ mình cũng đi ra để mình mở đèn để cho có không khí Noel. Đây, người ta vẫn dắt chó đi dạo bình thường ha. Nghe là âm 7 độ thì không có lạnh lắm các bạn. Tuyết rơi mới con tiếng à. Mới con tiếng thôi mà cũng trắng đường rồi. Nhìn đẹp không các bạn? Nhìn thích ha. Nhưng mà ớn lắm đó nha các bạn. Đó, thấy quang cảnh không? Mọi thứ đều trắng xóa ha. Mở đèn lên để cho nó có không khí Noel rồi. Nhiệt độ hiện tại bây giờ là âm 7 độ thì có nghĩa là cái thời tiết này nó với nhiệt độ như vậy thì khá lý tưởng ha. Mình có thể chịu đựng được rất thoải mái đi ra ngoài các bạn. Nè. Đó, mình không có đeo găng tay ha. Chừng nào mà âm mười mấy 20 độ á thì âm mười mấy 20 độ thì nó mới lạnh dữ đó các bạn. Ví dụ như là hôm qua mình đi siêu thị các bạn. Xách đồ từ siêu thị ra với xe thôi cách tầm khoảng 20-30 mét các bạn, tay cứng hết ra bàn tay các bạn, lạnh đau buốt luôn. Ai chưa qua thì thấy tiếc thì phê ơi, thì phê. Đây, vừa cho mọi người xem ha. Thì dự là ngày mai nếu mà tuyết rơi liên tục như thế này thì ngày mai mình có thêm một cái công việc kế tiếp nữa là cào tuyết. Cào tuyết. Đó, mọi người thấy không? Nhà của ông cụ cái bên trang trí rất là đẹp. Ở đây những cái người già người ta nghỉ hưu rồi đó, người ta retire thì họ rất thích trang trí nhà cửa các bạn. Gara ông có đèn chớp này. Họ có thời gian á, họ ở nhà họ có thời gian chăm chút nhà cửa, đồ trang trí trang hoàng các bạn. Còn những cái nhà mà các bạn thấy không có đèn đóm gì hết á thì có khả năng là nhà đó người ta cho thuê các bạn, hoặc là chủ nhà sẽ không có ở đó các bạn. Đó. Rồi, cập nhật một vòng cho chị và các bạn thấy thôi. Tuyết ở đây không phải lúc nào cũng rơi nha các bạn. Hồi xưa ở Việt Nam thì mình nghĩ là tuyết thì mùa đông thì 6 tháng lúc nào cũng tuyết rơi ngập ngụa. Nhưng mà thực chất khi mà sang đây thì mình thấy là không phải các bạn. Một năm chỉ có vài mùa thôi các bạn. Một năm chỉ có mấy mùa tuyết rơi thôi. Chỉ có các anh chị với các bạn ở đây lâu thì người ta nói chỉ có đâu có mười mấy 20 cây tuyết các bạn. Thì từ lúc mình qua tới giờ mình thấy được có 3 lần hay là 4 lần tuyết rơi thôi các bạn. Còn lại là trời vẫn nắng bình thường các bạn ha. Chứ không phải là trong 6 tháng đó là tuyết rơi liên tục các bạn đó. Em qua đi hôm đi bộ mua cái này. Đó, đèn năng lượng mặt trời gắn đây để ban đêm mình đi mình thấy đường mình đi các bạn. Đây thêm cái nữa, bốn cái thoải mái luôn, khoảng 17 đô, thời lượng chiếu sáng là 8 tiếng. Rồi sao không đi vô thôi, bắt đầu lạnh rồi đó.